Về chỉ định
mình thấy đó, đối với phụ khoa thì hầu như bệnh nào cũng bắt đầu bằng siêu âm hết, cũng bắt đầu bằng siêu âm, và siêu âm nó cũng giải quyết được rất là nhiều trường hợp, hơn 90% trường hợp. Thì có một số ít trường hợp nó không giải quyết hết, ví dụ như cái khối ung quá phức tạp, quá lớn cái gì đó vượt khỏi cái sự quan sát của siêu âm, thì lúc đó bệnh nhân sẽ được làm thêm gì, được CT đúng không? Không, bệnh nhân sẽ chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân sẽ được chụp cộng hưởng từ hay là MRI. Đó là đối với phụ khoa. Còn trong sản khoa thì khi bệnh nhân khám thai, cái kỹ thuật hình ảnh nào được dùng cho bệnh nhân? Siêu âm MRI. Hầu hết là siêu âm. Ở bệnh nhân có thai thì đương nhiên là không cân nhắc đến chuyện X quang hay là CT rồi đúng không? Bởi vì tia xạ nó sẽ ảnh hưởng tới sự của thai nhi. Cái cách siêu âm đối với bệnh nhân có thai, khi mà cái thai nhỏ hơn 10 tuần thì lúc đó bệnh nhân cũng siêu âm qua ảm đạo, tức là người ta cũng dùng cái đầu dò qua ảm đạo để người ta xem. Khi mà cái thai nó lớn hơn 10 tuần thì lúc đó là hầu hết của siêu âm thai đều không bị quan ảnh hưởng hết. Chỉ trừ một số ít trường hợp đặc biệt là người ta sẽ khảo sát thêm cái ảnh đạo, ví dụ như người ta muốn đo độ dài trên cổ tử cung, người ta muốn xác định vị trí của bánh nhau, thì lúc đó là người ta kết hợp thêm với cái đầu dò ảnh đạo. Rồi mình xem qua cái hình ảnh bình thường của tử cung với buồng trứng trên siêu âm. Trước hết là về tư thế, thì tư thế của tử cung chúng ta coi là nó nằm ngay chính giữa hay là lờ con phải, lờ con trái. Cái chuyện mà nó lờ con một bên á, có khi là do trong cái trường hợp bệnh lý của tử cung như là tử cung một sừng chẳng hạn, hoặc là trong cái trường hợp mà nó có một khối u ở bên này, nó sẽ đẩy tử cung nằm sang bên kia, hoặc là đôi khi bình thường nó bẩm sinh nó nằm lờ cho một bên, không có ý nghĩa gì hết. Cái thứ hai là người ta sẽ đánh giá cái gốc gập của tử cung. Gốc gập là cái gốc mà hợp ở giữa trục bộ tử cung và trục của thông tử cung. Nếu mà nó nhỏ hơn 180 độ là tử cung gập trước, lớn hơn 180 độ là tử cung gập sau. Cái gốc thứ hai đó là gốc ngã. Gốc ngã là gốc hợp ở trục của âm đạo và trục của cổ tử cung. Nếu nhỏ hơn 90 độ là ngã trước, lớn hơn 180 độ là ngã sau, từ 90 tới 180 là trung gian. Thì bình thường ở khoảng 80% phụ nữ và tử cung nó sẽ có tư thế gập trước và ngã trước, đó là tư thế sinh lý phải không, để tránh chống xa sang chậu. Còn hình dạng, mình thấy trên hình là hình dạng tử cung của một cái trẻ sơ sinh. Ở đây là tử cung của một người lớn trong độ tuổi sinh hoạt tình dục. Mình thấy ở trẻ sơ sinh thì nó có đặc điểm là cái thân tử cung nó sẽ nhỏ hơn cái cổ tử cung, và cái chuyện đó đảo ngược lại so với người lớn. Cho nên người ta ví trong ai là cái tử cung của người lớn là nó thành quả lê, còn ở trẻ sơ sinh là quả lê người. Hoặc là người ta sẽ biểu hiện cái chuyện đó bằng cái tỉnh số giữa đường kính phía sau của thân tử cung chia cho đường kính phía sau của cổ tử cung. Ở trẻ sơ sinh là 1:2 hoặc là 1:3, và đảo lại 2:1 hoặc là 3:1 ở người trưởng thành. Thì mấy em sẽ hỏi là ở cái khoảng giữa, không phải trẻ sơ sinh cũng không phải người trưởng thành, cũng là dòng dòng mà trước dậy thì tuổi thiếu niên, thì cái tỷ lệ đó là bao nhiêu? Lúc đó có sách á, có ví dụ cái hình tử cung ở cái tuổi đó là hình ống có nghĩa là thân bằng cái cổ, tức là cái tỷ lệ đó là 1:1. Mình thấy ha, đây là cái hình ở đây là một trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi. Thì cái này ngoài cái chuyện mà hình dạng mình vừa học thì có một điểm người ta lưu ý là đôi khi có thể thấy một lớp dịch mỏng bên trong lòng tử cung, hoặc là có thể thấy rõ nội mạc của đứa trẻ này, thì lúc đó là hiện tượng này hoàn toàn bình thường, là người ta giải thích là cho nó còn ảnh hưởng hoặc con từ mẹ ha. Cho nên là dễ quan sát nội mạc và có thể có dịch, đó là hiện tượng sinh lý bình thường chứ không phải là bệnh lý gì hết. Kích thước thì mình đo kích thước
tử cung cũng giống như là đo kích thước ở những cơ quan khác, thì người ta lại cắt đường bằng cách dọc giữa, thì bằng cách dọc sẽ đo được cái chiều trước sau và chiều cao, và từ đó thì xoay ngang đầu dò lại đưa góc 90 độ với cái mặt cách dọc thì ra được cái mặt cách ngang, lúc đó thì đo từ đây qua đây và có được cái đường kính ngang của tử cung. Kích thước của tử cung nó cũng thay đổi theo tuổi, khi còn nhỏ thì kích thước nó nhỏ hơn, và khi mãn kinh tới khi mà nó từ từ nó sẽ lớn lên, từ lớn lên đỉnh điểm là ở cái thời kỳ hoạt động tình dục, và sau đó nếu mà mãn kinh thì nó sẽ teo nhỏ lại. Có thể cái người mãn kinh cái kích thước của tử cung nó gần bằng với trẻ em dung. Và ở đây có nhiều số đó, nếu mà mấy đứa học thuộc được thì tốt ha, còn nếu không thì mình nhớ dùng cái chiều mà người ta vẫn hay đo trên tâm sàng, đó là cái chiều trước sau, đặc biệt là kích thước cái chiều trước sau ở người trưởng thành là từ 3 đến 5 cm, nếu mà nhỏ hơn thì là tử cung kích thước nhỏ, nếu mà lớn hơn là kích thước lớn. Cơ tử cung trên tư âm, nếu mà cái đầu giò của mình á nó tần số cao, cái tần số cao ra được cái hình của độ cung giải cốt như thế này, thì mình sẽ thấy cơ tử cung nó có 3 lớp. Rồi đây cái đường màu trắng ở phía giữa ha là nội mạc, rồi đây tới đây là cái cơ của thành trước, rồi đây tới đây là cơ của thành sau, thì mỗi thành nó sẽ có 3 lớp. Cái lớp mà khả năng kém một chút là nằm kế nội mạc, đó là lớp cơ trong, người ta còn gọi là vùng chuyển tiếp hay là vùng mối vân vân, cái từ đó là đồng nghĩa. Rồi từ đây cho tới cái chỗ những cái mạch máu cung của tử cung ha là lớp cơ giữa, lớp cơ giữa là lớp dày nhất và có phản ứng cao hơn so với cái lớp cơ trong. Rồi thì từ cái những cái mạch máu cung của tử cung đi ra tới ngoài bờ ngoài của tử cung, đó là lớp cơ ngoài ha. Vậy thì cơ tử cung mỗi thành nó đều có 3 lớp, chứ không phải đi từ đây cho tới đây thì có 3 lớp ha. Rồi nhưng mà nếu như mà đầu giò của mình mà cho cái hình ảnh không tốt lắm như vậy thì thường người ta đánh giá nó bình thường, và người ta đánh giá là cơ có phản ứng đồng nhất ha, có phản ứng đồng nhất, tức là bên trong mình không có thấy một cái dược một cái chỗ nào phản ứng khác cái chỗ khác, đó là cơ như là bình thường. Rồi sau cái cơ thì là nội mạc, thì nội mạc ở trẻ em và người mãn kinh thì nó sẽ giống nhau, lúc nào nó cũng mỏng đúng không? Chỉ riêng cái người mà trong cái độ tuổi sinh hoạt tình dục á thì mỗi chu kỳ kinh thì nội mạc nó sẽ thay đổi, đó là từ mỏng ở giai đoạn hành kinh và từ từ nó dày lên và tới nó bong tróc ở thời kỳ hành kinh ha. Mỗi tháng nó đều thay đổi như vậy, thì trong một chu kỳ thì trong một chu kỳ kinh nội mạc nó sẽ bước qua những cái giai đoạn như thế này. Ở giai đoạn hành kinh hay là tăng sinh sớm mình thấy là nó mỏng ha, thì nó mỏng đôi khi nó có thể có dịch ở bên trong lòng tử cung, từ từ khi mà tiến về phía gần bụng trứng ở từ đây nè cho tới đây nè thì người ta gọi là giai đoạn tăng sinh, giai đoạn tăng sinh, và đỉnh điểm cái giai đoạn tăng sinh là cái thời điểm quanh bụng trứng. Cái hình ảnh hồi mặt lúc đó nó nói là có hình dạng ba lớp hay là 3 đường, là ý người ta chỉ những cái đường phản ứng dày màu trắng này nè, đây 1, 2, 3 ha, đó là 3 đường. Cái thật ra nội mạc là ở cái khoảng tầm giữa 3 cái đường đó, ở đây phản ứng kém ha. Sau khi mà đụng trứng xong thì nội mạc bước qua giai đoạn kế tiếp, thì lúc đó là nội mạc nó có phản ứng dày. Nhắc lại ha, thời điểm qua thần kinh là nội mạc mỏng từ 1 tới 4 mm, qua giai đoạn tăng sinh, nội mạc phản ứng kém bề dày từ 4 cho tới 8 mm, và sau khi bụng trứng thì là bước qua giai đoạn kế tiếp phản ứng dày, bề dày nó thay đổi từ 8 đến 14 mm. Cho nên ở cái giai đoạn mà trước khi mãn kinh, tức là trong độ tuổi sinh hoạt tình dục, người ta sẽ tất lượng nội mạc dày nếu nội mạc đo ra lớn hơn 14 đến 16 cm. Còn sau khi mãn kinh thì nội mạc nó sẽ lúc nào nó cũng mỏng hết, nó không có thay đổi đâu, chu kỳ kinh tại đâu có kinh nó đâu thay đổi, và lúc đó là
tiêu chuẩn của nó là phải nhỏ hơn 5 mm. Ở đây mấy em có thể nhớ một con số phía sau thôi, trước mãn kinh nhỏ hơn 16 và sau mãn kinh nhỏ hơn 5. Tại vì hai số, tại vì hai số là bởi vì có tài liệu nó biết những con số này mình vẫn không ghi vô. Còn trong bài thi thì các số tôi bị nhớ là đơn số đáp án. Em mình đến tôi hỏi có mặt dày thì ví như là tôi lại đây con số 16, tôi không có chứ không có thể con số 14 và 16 thì có mình lại không biết lựa thế nào. Còn buồn trứng, các dây chằng của nó, các dây chằng giữ buồn trứng á, thường nó rất là lỏng lẻo, cho nên buồn trứng nó có tính di động rất là cao, và thường nó sẽ nằm ở phía trước, và hai bên so với cái tử cung, cho nên là người ta coi là thường khi mà bắt đầu siêu âm là người ta tìm cái tử cung trước. Tử cung đó từ từ người ta nó đưa đầu dò qua hai bên để mà người ta kiếm buồng trứng. Còn khi mà khó hơn nữa không tìm được buồng trứng thì là người ta kiếm cái có mặt chậu trong. Thì bình thường cái buồng trứng nó sẽ có cái cùng đầu đuôi nằm song song với có mặt chậu trong. Lúc đó thì nhất thì người ta tìm nó và biểu hiện của nó để người ta nhận biết nó trên siêu âm đó là những cấu trúc có những cái tan loạn chủ yếu nằm ở ngoại vi. Còn ở vùng trung tâm thì là khoảng âm dày do chứa mô bệnh với lại máu. Khi mà người ta nói tới kích thước của buồng trứng là người ta không có đo, hồi nãy tử cung thì mình cũng nhớ có chiều trước sau nha, nhưng mà riêng buồng trứng khi mà người ta muốn kết luận buồng trứng to hay nhỏ hay kích thước bình thường bắt buộc là người ta phải đo thể tích. Thì đo thể tích buồng trứng bằng cách nào? Tại mới nói nó là đại lý, cho nên là con mức tính thể tích của nó cũng gần giống như con mức tính thể tích của một đại lý, tức là khoảng là 0,523 nhân cho chiều cao nhân chiều ngang và nhân cho chiều trước sau, tức là 0,523 nhân cho 3 chiều, đó là con mức tính thể tích của một trứng. Đó, mình thấy nha, một trứng ở cái tuổi mà nhỏ thì nó cũng có thể tích nhỏ và nó sẽ tăng, cho nên đỉnh điểm cũng giống như tử cung là ở trong cái độ tuổi sinh hoạt tình dục, và sau khi đó mãn kinh thì nó sẽ teo lại, còn nan hoãn trong độ tuổi sinh hoạt tình dục đương nhiên là thấy nan hoãn, đúng không? Nếu mà mình đang độ tuổi sinh đẻ mà buồng trứng không có nan thì đó là bất thường rồi, đúng không? Rồi còn trẻ sơ sinh bất thường thấy nan hay không? Mình thấy nó trên hình này là trẻ 2 ngày tuổi, mình thấy nó có cái này. Đó là bình thường, cũng giống như là dịch trong lòng tử cung vậy. Bởi vì nó có chịu ảnh hưởng từ thời tiết, từ mẹ đó. Nhưng mà sau đó từ từ nó lớn hơn một chút thì cái này rất là khó thấy. Do đó nếu như một cái đứa trẻ mà dưới 7 tuổi, mà người ta đo cái thể tích buồng trứng lớn hơn 4cm khối và thấy được hơn 6 nan hoãn thì mình coi chừng cái đứa bé này nó bị dậy thì sớm ha. Nhưng mà dậy thì sớm ở cái tuổi mới nhỏ hơn 7 tuổi đương nhiên là người ta không thể để nó mất cân như bình thường được, mà người ta phải điều trị để làm phản cái sự dậy thì lại. Rồi đó là đối với tuổi nhỏ. Còn người già sau khi mà mãn kinh thì từ từ khi cùng lúc với cái kích thước nó teo nhỏ lại thì các nan hoãn từ từ nó cũng biến mất, nhưng mà có một số trường hợp khoảng 15% trường hợp mà người ta vẫn thấy những cái nan đơn giản giống như cái nan hoãn là nan khoảng 500 thành còn còn đều còn lại ở trên cái buồng trứng của người mãn kinh. Thì những cái trường hợp đó không phải là người ta phẫu thuật liền, bởi vì người ta thấy tỷ lệ hóa ác ở những cái nan đơn giản nhỏ hơn 5cm là rất là thấp, cho nên nếu như mà thấy như vậy thì thường người ta theo dõi định kỳ bằng siêu âm ha, cho tới khi nào mà nó biến đổi về mặt thứ nhất, ví dụ như là nó lớn lên hoặc là nó có thêm chồi, có thêm mất, lúc đó thì nó mới điều trị. Sau cái người mãn kinh cũng giống như là nội mạc trong một chu kỳ kinh thì buồng trứng nó cũng thay đổi, tức là vào đầu cái giai đoạn tân sinh á thì mỗi cái buồng trứng nó sẽ có nhiều cái nan hoãn nhỏ, nhưng mà từ ngày thứ 8 trở đi, từ
từ ngày thứ 8 trở đi chỉ có một cái năng độ phát triển. Này mình học sinh lý mình biết rồi ha, chỉ có một cái năng độ phát triển. Cái tốc độ phát triển có thể là từ 1 cho tới 20 mét mỗi ngày. Và tới khi trước cái đụng chứng thì cái đường kính của cái năng nó có thể đạt từ 25 cho đến 30 mm đường kính. Ha. Cho nên ở cái tuổi này mà đầu lúc đầu cái u nang buồng trứng thì phải coi cái đường kính nó lớn hơn 3 cm thì mới chắc, mà nếu không mà coi chừng chừng nó nhầm với một cái nang khoảng hơn. Rồi sau khi mà nó phóng mạng thì tại cái vị trí này nó để lại mặt thể, để lại mặt thể, mặt thể nó sẽ phát triển trước khi thụ tinh nếu mà bệnh nhân không có thai. Còn nếu mà bệnh nhân có thai thì nó sẽ to lên để nó nuôi dưỡng thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Đó là đối với cái người bình thường, mình coi ha. Ở đây là buồng trứng. Một cái người bình thường mình thấy có nhiều nang. Rồi tới khi mãn kinh thì cái nang đó từ từ biến mất. Lúc đó buồng trứng nó chỉ là cái cấu trúc và âm mô mềm thôi. Đôi khi rất là khó tìm thấy buồng trứng ở những người này. Đây cũng vậy. Rồi. Mình sau cái phần hình ảnh bình thường thì trước tiên mình qua mình nói sơ qua cái phần bất thường bẩm sinh ra. Thì bất thường bẩm sinh tùy theo người ta nghiên cứu ở cái dân số nào mà cái tỷ lệ báo cáo là cái tỷ lệ mắc thì phần bẩm sinh của tử cung nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là mình thấy ở cái nghiên cứu này chỉ có 5% ở dân số chung, trong khi nếu như ở những cái người mà sảy thai và vô sinh thì cái tỷ lệ dị tật lên tới 24.5%. Và ngày xưa khi mà siêu âm và cả cộng hưởng từ nó chưa có phát triển nhiều thì trong những cái sách cũ đó, có một câu đó là HSG, rất là này HSG là chụp X quang và tử cung vòi trứng là cái tiêu chuẩn vàng để khảo sát dị tật tử cung, để chẩn đoán dị tật tử cung. Nhưng mà cái chuyện này thì bây giờ nó không có đúng nữa, bởi vì HSG đó là cái biện pháp xâm lấn. Mình biết nó để chụp cái này thì người ta phải đưa một cái sông vào bên trong lòng tử cung, rồi người ta mới bơm thuốc cảm quang, ha, bơm thuốc cảm quang vào và người ta chụp X quang. Thì cái thuốc cảm quan nó sẽ trám vào cái lòng tử cung thì người ta sẽ đánh giá hình dạng của cái lòng tử cung đó có bình thường hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi nó trám lòng tử cung xong nó sẽ thoát ra ngoài, nó là ngoài ông bụng qua hai cái vòi trứng, thì người ta sẽ đánh giá thêm một cái nữa là vòi trứng này nó có bị tắc hay không, hay là nó không tương tốt. Thì cái chuyện đó bây giờ không có đúng. Một, nó là có biện pháp xâm lấn, đúng không? Hai, là nó chỉ quan sát được có hai cái mục đích cụ thể thôi, nó chỉ quan sát được cái lòng tử cung thôi. Ngoài ra cái chuyện như là tổn thương của cơ tử cung nó không đánh giá được, những cái tổn thương nằm quanh tử cung nó không đánh giá được. Mà cái chuyện đó siêu âm ba chiều và cộng hưởng từ đánh giá tốt hơn, cho nên nó bây giờ không phải là tiêu chuẩn vàng nữa. Rồi hiện nay thì người ta ngày càng quan tâm tới cái chuyện mà dị tật tử cung, bởi vì là người ta thấy như hồi nãy các báo cáo trên một cái dân số mà có nguy cơ cao về phụ khoa, nguy cơ cao về sản khoa hay là có những cái bệnh lý phụ khoa, thì người ta thấy cái khả năng người đó bị dị tật tử cung cao ha. Thì ở những cái người nào hay bị vô sinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái người mà sảy thai hay bị sảy thai hoặc là từ đó có thống kinh hay là lạc vào mặt tử cung vân vân, thì ở những cái người này người ta bắt buộc phải tạo cho chụp thường mà người ta cho chụp cộng hưởng từ, tại vì ở nước mình siêu âm 3D chưa có phổ biến. Siêu âm 3D để khảo sát phụ khoa chưa phổ biến. Của mình cái siêu âm 3 chiều 4 chiều thường áp dụng cho sản khoa lên ha. Rồi thì ở những cái người này, cái dân số này đặc biệt là dân số vô sinh, thì hầu như ai bây giờ cũng được chỉ định chụp cộng hưởng từ để đánh giá là một cách chính xác chắc chắn là tử cung có bị dị tật hay không. Mình coi cái sự phát triển về mặt phôi thai của tử cung ha. Ở trên hình nó có bốn cái ống, hai cái ống màu xanh lá cây và hai cái ống màu hồng.
thì hai cái ống màu xanh lá cây là hai ống trung phòng, nó tạo thành cái gì? Học ở năm 2 ha. Thầy xin cùng Nam nha. Bây giờ ở nữ thì nó không có vai trời, nó tạo thành hai tức mà ở hai bên tử cung mà. Còn hai cái ống phần trung phòng màu đỏ, nó sẽ từ từ nó tiến lại gần nhau và nó dính lại với nhau ha. Rồi từ từ nó tiêu đi cái vách ngăn ở chính giữa để nó tạo thành tử cung, cổ tử cung, phần trên mang đạo ha. Còn cái chỗ mà nó không dính với nhau thì nó tạo thành hai cái bồi trứng. Rồi phần dưới âm đạo á, tức là phần 1/3 dưới á, nó có một cái nguồn gốc khác với 2/3 trên. Cái 2/3 trên nó cùng nguồn gốc tử cung là từ hai ống phần trung thận, trong khi là 1/3 dưới của âm đạo nó có nguồn gốc từ xoang phụ dụng. Cho nên á, thường thì phần của tử cung nó sẽ cùng liên kề với thị phần của 2/3 trên âm đạo, trong khi đó có thể 1/3 dưới vẫn bình thường ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thấy nghe từ là phụ dụng á, là mình thấy nó hơi gần gũi đúng không? Cho nên là thị phần của tử cung thường liên kề với thị phần của hệ niệu và ngược lại. Cho nên là khi mà người ta xoang bụng á, ta thấy là những cái gì tầm bắt buộc ta phải coi kỹ ở cái phần dưới coi tử cung nó có vấn đề không, hoặc là ngược lại ta coi ở dưới thấy tử cung có vấn đề thì phải coi lên ở trên coi bộ niệu có vấn đề hay không. Thì những cái gì tầm cơ niệu mà thường đi kèm với tử cung á, đó là bất sản phẩm nè, học lạc chỗ hay là học không được. Rồi một cái ý nữa đó là mình thấy cái cơ chế phát triển của tử cung như vậy, cho nên là trong những cái trường hợp mà bị phần tử cung thì hai buồng trứng nó vẫn có hình dạng và chức năng bình thường. Rõ ràng tử cung và buồng trứng phát triển của nó đâu có liên quan gì nhau ha, cho nên nếu mà thằng tử cung bị dị tật, buồng trứng nó vẫn có chức năng bình thường, do đó là cái người đó vẫn có những cái cơ quan sinh dục vụ bình thường ha, đó là ngực hay là con mắt, con môn gì đó là còn bình thường. Và cái cuối cùng đó là thì tầng tử cung nó không có liên quan tới thì tầng của nhiễm sắc thể ha, bộ nhiễm sắc thể vẫn bình thường. Rồi thì mình biết cái cách phát triển của cái cách phát triển để tạo thành tử cung vừa nói, vậy thì khi mà nó có bất thường ở một cái khâu nào đó của sự kết hợp của hai ống dẫn trung thận thì nó sẽ gây ra dị tật của tử cung ha. Ví dụ ở đây là tử cung đôi, thì làm sao mà tạo ra được tử cung đôi? Không dính vào nhau. Hai cái ống đó nó không dính lại với nhau, đúng không? Mà chúng ta làm cái phát triển thì nó tạo thành tử cung đôi. Hoặc là ở đây tử cung có bắp, thì tại sao nó tạo ra tử cung có bắp? Dính lại không hợp dậy. Đúng rồi, là dính lại với nhau, nhưng mà cái bắp nó không có tiêu đi. Thì nếu mà nó hoàn toàn không tiêu thì mình có một cách ngăn hoàn toàn. Còn nếu mà nó tiêu đi một phần thì là cách ngăn tăng phần ha. Và khi nào tạo thành tử cung một sừng, bên kia nó bị bất sản hay tự sản ha. Nếu bất sản hoàn toàn thì tạo thành tử cung một sừng, hoặc là nếu mà nó bất sản không hoàn toàn tức là nó tự sản thì có thể nó sẽ chừa lại một cái sừng xương thai. Cái sừng xương thai đó nó có thể có đầu mạc có chức năng hay là không có đầu mạc có chức năng. Mà cái chuyện mà có đầu mạc hay không á thì nó sẽ gây ra triệu chứng lâm sàng cho cái người đó. Ví dụ như nó có cái sừng xương thai có và mà có chức năng, nhưng mà cái sừng đó nó không có thông thương với cái sừng này thì bệnh nhân đó sẽ bị đau bụng do ứng mất kinh ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thai nó có thể chui vào đó thành cổ, không thông thương, không thông thương có thể chui vào là cổ không, chui đường nào mình trứng nhưng mà trứng lên như vậy à đó, sừng trồng nó sẽ đi chui vào đây, chui ra ngoài, dòng qua đây, chui vào ha, ở đây là đứng ở đây vô ha, nó đi rất là xa, nó dài lắm đó. Thì ở những trường hợp đó, ví dụ như ở khi cái trường hợp mà có sừng sưng thai và thì người ta phải khảo sát là coi có phần mà có chức năng hay không, thì lúc đó siêu âm sẽ không đánh giá tốt hoặc là muốn từ ha, trong một cách đánh của chúng ta đó còn bây giờ còn muốn từ để đánh giá. Còn trên siêu âm á, nếu mà em mà mình không làm siêu âm 3 chiều á, cái đầu giờ 3 chiều, hầu như ở nước mình chưa có,
thường mình chỉ có xung quanh hai chiều thôi, và nó sẽ có những cái dấu hiệu để chúng ta gợi ý là có chuyện tầm, để từ đó ta đi làm thêm cái khác. Ngày xưa là đi chụp hát trên, bây giờ là đi chụp một cái từ ha. Ví dụ như là đối với tôi chung một sừng, tự nhiên người ta thấy nó nằm lọt sang một bên và cái kích thước của nó nhỏ ha, là sang một bên. Mà đã nói rồi, có thể là do tôi chung một sừng hoặc là ẩm sừng nó nằm vậy. Để mình phải kèm thêm cái chuyện kích thước nhỏ. Như thế nào là kích thước nhỏ thì mình phải thuộc bao nhiêu là nhỏ. Rồi, còn tử cung hai sừng và có vách ngăn chẳng hạn, nếu mà hai cái vùng người ta sẽ dựa vào hai cái vùng nội mạc ha, và mình thấy trong cái hình này nè, mình làm ở cái giai đoạn nào dễ thấy hơn, giai đoạn mới hành tinh xong siêu âm dễ thấy không? Rất là khó nè, tại mình phải dựa vào nó là lúc mới hành tinh xong nội mạc đã ha, rất là mỏng và có khi nó là kém, rất là khó xem. Thì người ta xem ở cái giai đoạn chế biến là tốt nhất ha, giai đoạn chế biến là tốt nhất. Nếu mà hai cái vùng nội mạc này mình thấy cái khoảng cơ là nó có một cái chỗ tách rời hẳn nhau ra thì đó người ta sẽ gợi ý là tử cung đôi. Còn nếu mà nó có dính lại với nhau mà khoảng cách của nó xa là tử cung hai sừng, còn nếu mà khoảng cách của nó gần là tử cung có bách ha. Đây, nếu mà nó rời hẳn ra như thế này là tử cung đôi. À, cái hình nãy giờ mình nói cái hình chụp X quang lòng tử cung và vòi trứng này nó sẽ ra được cái hình giống như thế này ha. Lưu ý này mình nói rồi. Rồi, cho nên tóm lại nếu mà cái phần thì lòng tử cung mà hỏi thi thì tôi cũng hỏi các bạn trong những cái mà vừa mới giảng thôi, chứ không có hỏi nhiều về cái hình ảnh siêu âm. Chắc chắn là hình ảnh siêu âm nó có những cái gợi ý bị mơ hồ ha. Cái thứ hai là những cái lưu ý này, những cái nguyên tắc mình cần phải nhớ và những cái đầy đủ khi nào nó tạo ra cái loại gì tầng. Rồi mình qua cái trong cơ tử cung và sừng gặp nhất và mình nghe nhiều nhất đó là nhân sơ tử cung hay là u sơ tử cung. Thì tiếng Việt của mình khi người ta đọc u, khi mà ta thấy kích thước lớn quá người ta mới nhấn mạnh là u. Nếu mà người ta thấy tổn thương một xíu không có gì cả và phải lưu ý thì người ta nói là nhân sơ cho bệnh nhân đỡ hơn ạ. Nhưng mà tiếng Anh chỉ có một từ thôi, đó là leiomyoma, tức là u cơ trơn. Cái leiomyoma nó là một cái tổn thương, nó là một cái tổn thương để cùng của estrogen. Cái thứ nhất là nó để cùng của estrogen, cho nên là nó có thể nhỏ lại khi mà bệnh nhân mãn kinh ha, hoặc là nó có thể lớn lên phát triển nhanh trên những cái bệnh nhân mà thường estrogen như là bệnh nhân có thai chẳng hạn ha. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là tôi thường nó sẽ không có triệu chứng lâm sàng, thường nó sẽ không có triệu chứng lâm sàng, do bởi vì nó không có triệu chứng lâm sàng cho nên đôi khi bệnh nhân chỉ phát hiện tình cờ khi người ta đi khám sức khỏe ha, là cái thứ nhất. Và đó là có thể nhỏ lại sau khi mãn kinh, cho nên ở những trường hợp đó thường người ta không có điều trị, cũng không có phải mà mổ bóc nhân sơ hay phiên tắc mạch gì cả ha. Mà thường là người ta chỉ theo dõi. Còn khi mà nó gây triệu chứng thì những cái triệu chứng thường gặp nhất đó là thường kinh, vô sinh hay là đau. Nhưng mà khi nào nó có thể gây triệu chứng thì mình để ý mà nó có rất là nhiều thể tùy thuộc vào cái vị trí của nó. Ví dụ như là trong cơ nè, dưới niêm mạc nè, có khu hút thò ra ngoài ha, và có khu hút thò vào lòng tử cung hoặc là dưới thanh mạc, thì những cái trường hợp nào mà nó ảnh hưởng tới động mạch tử cung là thằng này nó sẽ thường gây ra triệu chứng. Cho nên có những trường hợp kích thước rất là nhỏ, chỉ có 2 cm, nhưng mà do nó ảnh hưởng tới nội mạc tử cung, tức là phải biết tim nè, còn đã thò vào lòng tử cung luôn, thì bệnh nhân lại có triệu chứng rất là nhiều. Trong khi có cái cục ở dưới thanh mạc rất là to, 5-7 cm, mà bệnh nhân hầu như không có triệu chứng gì hết. Và lúc đó người ta sẽ xử trí tùy vào lâm sàng ha, tùy vào bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hay không, để mà người ta có đưa ra quyết định có phẫu thuật hay không. Thì trên siêu âm
nhân sơ tử cung nó sẽ có cái biểu hiện điển hình nhất, đó là phản thân kém, phản thân kém đồng nhất, đó là trường hợp điển hình và thường gặp. Nhưng mà đôi khi nó cũng đồng phản thân hoặc là phản thân dạy, khi mà nó có thói hóa nó có thể gây đồng phản thân hoặc là phản thân dạy. Thì cái đặc tính đặc trưng để người ta nhận diện nhân sơ tử cung đó, đó là cái bóng lưng phía sau, một cái bờ màu đen nè. Mình học ở những cái cơ quan khác á, bóng lưng nó là sao cái gì? Sao một cái cấu trúc xoắn thành dạng, đúng không? Đó là ví dụ như là người ta mô tả sỏi đi, người ta nói là có một cấu trúc xoắn thành dạng, có bóng lưng phía sau, ha, người ta mới kết luận là sỏi. Thì cái nhân sơ nó không có giống như vậy, cái phần bóng lưng của nó xuất hiện, đầu tiên nó xuất hiện thôi, cái trước nó không có cái gì mà xoắn thành dạng hết trơn á. Và người ta giải thích là tại sao nó tạo thành cái bóng lưng như vậy, bởi vì là do sóng âm nó đi vào những cái giao diện giữa những cái bó sợi cơ, cho nên nó tạo ra sóng âm, chứ không phải là nó là bóng lưng, chứ không phải là cái bóng lưng xuất hiện sau một cái nốt cái phôi hay là cái gì có phản âm vậy. Ngoài ra thì mình thấy nó sẽ gây biến dạng đường bờ hay là làm tử cung tùy thuộc vào vị trí. Ví dụ tổn thương này nằm ở đâu? Trong cơ ha, nằm trong cơ cho nên là thanh mạc nè, nội mạc nè, không có bị ảnh hưởng bởi vì nó còn nhỏ ha. Và bệnh nhân này chắc chắn là chỉ nó bình tình tròn lên và người ta cũng không có sự trí gì. Cái này đa phần cũng là trong cơ, nhưng mà từ từ nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới ở này. Này dưới thanh mạc ha, dưới thanh mạc là cái nội mạc tử cung nè, ở đây là thanh mạc thì nó đẩy rồi cái bờ thanh mạc tại cái vị trí này. Cái này cũng vậy, còn cái này nó nằm tất hẳn qua tử cung luôn. Đây là tổn thương ha, đây là tử cung, nó chỉ dính nhau có một chút xíu. Và ở đây nếu mà người ta bỏ đất lên màu, mình sẽ thấy ở trong này nó chứa những cái mạch máu. Ở đây người ta gọi là cầu mạch máu, đó là biểu hiện của một cái nhân sơ có xuống. Rồi cái bệnh thứ hai nằm trong cơ tử cung đó là adenomyosis, tức là lạc tuyến trong cơ. Thì định nghĩa của lạc tuyến trong cơ đó là sự hiện diện của những cái mô nội mạc có chức năng trong cơ tử cung kèm thì lại cơ cơ tâm tử. Thì nội mạc bình thường nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong lồng tử cung ha. Bây giờ nó nằm ở chỗ khác ngoài lồng tử cung, có nghĩa là nó đặt chỗ. Nếu mà nó đặt chỗ trong cơ tử cung thì người ta gọi là adenomyosis, tức là lạc tuyến trong cơ. Còn nếu mà nó đi ra ngoài khỏi tử cung thì lúc đó người ta gọi là endometriosis, cho ra là lạc nội mạc tử cung ha, đó là cục tử. Còn sắc cũ á, thì ở trong tử cung thì nó nói là lạc nội mạc bên trong, còn ở bên ngoài thì nó nói là lạc nội mạc bên ngoài. Chữ đó bây giờ không có dùng nữa. Thì trên siêu âm thì cái biểu hiện của lạc tuyến á, rất là đa dạng, nhưng mà có cái cần lưu ý là nó có chỉ có thể biểu hiện là tử cung nó lớn nè, tử cung nó kích thước lớn. Ngoài ra còn bộ thì bình thường á, cái nội mạc bình thường, cơ bình thường ha. Cho nên phải nhớ khi nào là lớn, hồi nãy mình nhớ là 3-5 đúng không? Nhưng mà lưu ý một chút đó là ở những cái người mà người ta sinh đẻ nhiều lần thì cái chiều đó được rộng thêm 1cm nữa, nó là phải lớn hơn 6, lớn hơn 6 mới gọi là lớn. Cho nên là đừng có thấy con số 5 mà bay vô đánh xét nghiệm liền ha, phải coi là xong đến đâu. Còn cái biểu hiện mà điển hình nhất của lạc tuyến trong cơ là cái kiểu này, là sẽ thấy trong cơ tử cung nó có những cái vùng phản âm không có đồng nhất, phản âm không đồng nhất, giới hạn không rõ với cơ xung quanh, giới hạn không rõ với cơ xung quanh, không có hiệu ứng chống chỗ hoặc là chống chỗ rất là ít. Rồi thì mình có thể phân biệt được nhân sơ với lại lạc tuyến không? Có dễ không? Về độ phản âm thì coi như không tin cậy được, đúng không?
thân, tầm này điển hình vẫn mặt đẹp nhưng mà có thể vẫn âm dày và động vẫn âm, đúng không? Tầm này thì vẫn âm không đồng nhất thôi, tức là bên trong nó vừa kém vừa dày, vì sao là nhân sơ khó hóa sao ha? Vậy thì dựa vào cái gì? Cái thứ nhất, nhân sơ nó có giới hạn rõ, thân mình thấy giới hạn mình thấy là cái giới hạn như tổn thương và cơ bình thường rất là rõ. Cái thứ hai là nhân sơ nó có hiệu ứng chống trộn, tức là nó nằm gần vào tọa mạch, nó đẩy vào mạch, nó nằm gần thanh mạch thì nó sẽ đẩy tọa vào thanh mạch. Trong khi ngược lại, cái thằng là tuyến trong cơ nó có giới hạn không rõ, tức là giữa máu và cơ bình thường không rõ ràng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có hiệu ứng chống trộn, hoặc là có mà có rất ít. Ví dụ cái thằng là cái tổn thương nó chiếm gần hết cái thành tử cung luôn, mà mình thấy cái bờ thanh mạch bình thường ha, cái bờ mà chỉ hơi lờ lờ một xíu thôi. Đó là hai cái dấu đặc trưng để phân biệt giữa nhân sơ tử cung và lạc tuyến. Mình qua một cái u ác tính khác nằm trong cơ tử cung, đó là sạc cơ cơ trơn. Sạc cơ cơ trơn á, trên hình ảnh kể cả siêu âm hay là phỏng vấn từ, đôi khi rất là giống nhau, không phân biệt được. Do đó rất là hiếm khi sạc cơ cơ trơn mà chẩn đoán chính xác. Nghĩa là trước đó là còn là đầu có làm nhân sơ nhưng mà mổ ra là sạc cơ cơ thăng. Vậy thì trở ngược lại thì hình ảnh đối với cái sạc cơ á chỉ giúp ích trong cái trường hợp mà nó có xâm lấn thì mình sẽ đánh giá cái mức độ xâm lấn thôi, chứ mà về chẩn đoán thì không chẩn đoán nổi, không chẩn đoán nổi như thế này cứ nhầm lẫn hoài. Nhưng mà lâm sàng người ta có hai cái trường hợp người ta sẽ nghi ngờ, đó là sạc trong cơ chứ không phải là nhân sơ. Cái thứ nhất đó là một cái nhân sơ đã biết, cái nhân sơ đã biết đột nhiên phát triển rất là nhanh ha, đột nhiên phát triển rất là nhanh. Ví dụ như tháng trước mới siêu âm ra 3 cm, tháng sau ra 8 cm ha, mà bệnh nhân không có cái không có thai, cũng không có dùng những thuốc mà có estrogen gì cả. Đó. Hoặc là không có những cái u buồng trứng mà tăng huyết estrogen mà tự nhiên cái nhân sơ phát triển quá nhanh, nó coi chừng nó chuyển thành sạc cơ cơ. Cái thứ hai là một cái bệnh nhân đã biết nhân sơ trước đó, bây giờ mãn kinh đột nhiên lại lớn lên ha, mình học bình thường sau khi mãn kinh thì nhân sơ nó phải nhỏ lại, bây giờ tự nhiên nó to lên, người ta coi chừng nó chuyển thành sạc cơ cơ ha, thì lúc đó người ta cho đi chụp phim hay là người ta cho đi siêu âm để mình giúp người ta đánh giá xem nó có xâm lấn xung quanh hay không. Rồi xong cái cơ mình qua cái bệnh lý của nội mạc ha, bệnh lý cái nội mạc.